Hi, chào các bạn. Hôm nay tôi sẽ trải qua 365 ngày trở thành Titan Speakerman bị quỷ ám. Chuyện quái quỷ gì đã xảy ra với bản thân của tôi? Tại sao tôi lại trở nên như vậy? Xin mời các bạn cùng theo dõi. Chết tiệt, dừng lại đi, dừng lại đi. Làm ơn, hãy tha mạng cho ta đi. Người câm mồm đi, thứ ác quỷ xấu xa độc ác. Người đã bắt không biết bao nhiêu Speaker Baby đã ăn thịt rồi. Hôm nay đội quân Speakerman của ta truy giết người tới đây chết không biết bao nhiêu người. Cuối cùng cũng đã hạ được người. Chuẩn bị xuống địa ngục đi. Khoan đã, để ta nói một lời cuối cùng. Anh bạn, hãy tha cho ta đi. Đổi lại, ta sẽ cho anh bạn nhiều vàng bạc châu báu. Nhiều Speaker vu mình cái xinh đẹp, sexy, ngực bơ mông to. Chết tiệt, ngươi đừng hòng mưu chuộc ta. Ta không bị những thứ cám dỗ đó quyến rũ đâu. Chuẩn bị xuống địa ngục đi. Khoan đã. Ta cho anh bạn sức mạnh, năng lượng siêu phàm. Để anh bạn trở thành chúa tể mới của loài Speakerman thì sao? Hả? Ngươi nói cái gì? Ta có thể trở thành chúa tể của loài Speakerman hay sao? Nhưng hiện tại Titan Speakerman đang là chúa tể ở đó. Làm sao ta có thể thay thế ông ấy được? Thì ra anh bạn không thích tiền bạc gái gú, nhưng lại thích quyền lực. Được, ta sẽ cho anh bạn mạnh hơn, biến thành một thực thể siêu cấp hơn. Rồi anh bạn sẽ tranh giành với chúa tể của anh bạn. Anh bạn sẽ chiến thắng, loài Speakerman sẽ phong anh bạn trở thành vị thủ lĩnh mới. Nào, hãy lại gần ta hơn đi. Lại gần đây, ta sẽ truyền toàn bộ sức mạnh của ta cho anh bạn. Được rồi, ngươi mau làm đi. Nếu thành sự thật, ta sẽ tha cho ngươi. Còn nếu gạt ta, ta sẽ cho ngươi tan xác. Đồ ngu ngốc, ngươi nghĩ ta thật sự làm như thế cho ngươi hay sao? Cái gì thế này? Ngươi đang làm gì vậy? Ta đang cố gắng dẫn dụ ngươi để chiếm thân xác của ngươi mà thôi. Hay lắm. Thoát chết được một phen, ngược lại còn có được thân thể mới nữa. Lũ Speakerman, ta sẽ lẻn vào trong thế giới của các ngươi, giết sạch các ngươi, rồi tiếp tục ăn thịt những Speaker Baby. Đó là những gì diễn ra ở ngày đầu tiên. Vì sự tham lam bất cẩn, tôi đã bị con ác quỷ chuyên bắt những đứa trẻ con Speaker Baby ăn thịt nhập vào trong người. Nó đã điều khiển hoàn toàn trí óc của tôi và tiến thẳng về căn cứ loài Speakerman. Nè, đứng lại! Nơi đây là vùng cấm địa của loài Speakerman, không cho kẻ lạ mặt đi vào. Hả? Này, hai anh bạn, nhìn kỹ đi. Tôi cũng là một người đầu loa mà. Tại sao lại không cho tôi vào? Mau tránh ra đi, tôi đang đói lắm. Tôi muốn vào đó kiếm mấy đứa con nít ăn thịt. À không, tôi muốn kiếm một ít rau quả để ăn mà thôi. Nhanh đi. Chết tiệt, nhìn ngươi là một kẻ lạ mặt, kinh tởm xấu xa, thì nở con mắt ói nữa. Có thể ngươi là một kẻ giả mạo. Còn nếu có là thật, thì bọn ta cũng không nhận thứ bẩn thỉu như ngươi đâu. Mau cút đi. Hai tình chó cái cổng này giật chế nhãn sắc của ta hay sao? Vậy thì ta sẽ xé xác ăn luôn các ngươi, rồi tự tao vào bên trong. Đúng là lũ ngu ngốc, rượu mời không muốn uống, lại muốn uống rượu phạt. Các con của ta, nếu ta có mệnh hệ gì, các con phải cùng nhau bảo vệ lãnh thổ của loài Speakerman, không cho tình tài tình real man bị nguyền rủa đó tới đây quậy phá, nghe chưa? Chú tể ơi, tại sao ngài lại đi đánh nhau với tình real man bị nguyền rủa đó chứ? Ngài cứ yên tâm, chúng con sẽ bảo vệ ngài, dù có mất mạng này chúng con vẫn cố gắng giữ gìn nơi này. Ồ, thì ra tình chú tể tại thành Speakerman hắn đang bị thương nặng à. Hay lắm, vậy thì ta sẽ chớp lấy cơ hội ngàn năm này, giết sạch lũ Speakerman ở đây, rồi đi tìm những đứa con nít Speaker Baby để ăn thịt. Cười của ai vậy? Chết tiệt! Bọn ta đang đau khổ! Kẻ nào dám cười? Là ta đang cười các ngươi đó!
sao nào? Chết tiệt, thứ quái quỷ gì đây? Người to gan, gặp đồ nhập vào căn cứ lãnh địa là Spider-Man à? Mau giết chết hắn đi! Ta chỉ sợ mỗi chúa tể là tài thành Spider-Man của các ngươi mà thôi. Nhưng hắn bị thương rất nặng, không thể di chuyển. Các ngươi chỉ là cỏ rác đối với ta mà thôi. Chết hết đi! Không, không, dừng lại. Sao ngươi lại ăn thịt đồng loại Spider-Man của mình chứ? À không, không, ngươi chắc chắn không phải là thuộc hạ của ta. Rốt cuộc ngươi là ai? Tại tạch Spider-Man, có lẽ ngươi không nhận ra ta. Ta chính là con ác quỷ chuyên ăn thịt Spider-Baby, bị ngươi ra lệnh cho thuộc hạ truy sát nhiều lần. Bây giờ ta có cơ hội chiếm lấy thân thể của một thuộc hạ của ngươi và biến thành một Spider-Man bị quỷ ám thế này đây. Cái gì? Cái gì? Ngươi? Ngươi? Không ngờ thịt và tỷ của tên chúa tể này cũng hơi dai đi. Chuyện gì thế này? Sao người ta trở nên to lớn và biến thành một tay tanh rồi? Hay quá, không lẽ cơ thể của tên chúa tể hồi nãy lại phi thường đến như vậy? Hay lắm, đến ông trời cũng muốn giúp ta. Được rồi, đi tìm mấy đứa con nít Spider-Baby ăn thịt thôi. Đứng lại cho ta. Mẹ kiếp, cả đồng loại và chúa tể của ngươi, ngươi cũng dám ăn luôn à? Ngươi đúng là một kẻ bẩn thỉu đó. Hả? Cái gì thế này? Ngươi là ai? Sao dám xen vào chuyện của ta? Mau tránh ra. Thứ chết tiệt này, ngươi dường như là một tên Spider-Man quái dị đó. Để ta nói cho ngươi biết, ta chính là Titan Realman bị nguyền rủa đây. Ta đã đánh bại tên chúa tể Titan Spider-Man. Hắn đã bị thương rất nặng. Ta đang chờ cơ hội nuốt chửng lấy cơ thể của hắn, hấp thu sức mạnh của hắn. Thật không ngờ bị ngươi phóng tay trên. Ngươi cũng là một kẻ gian manh đó. Ồ, thì ra ngươi là tên đã làm cho chúa tể Titan Spider-Man bị thương. Cảm ơn ngươi. Nhờ ngươi mà ta đã nuốt lấy cơ thể của hắn. Nhưng ta không phải là thuộc hạ của hắn. Ta chỉ là một con ác quỷ đang chiếm lấy thân xác của một tên Spider-Man mà thôi. Thì ra là vậy. Thôi được rồi, nhanh lên, mau trả lại sức mạnh của chúa tể Titan Spider-Man cho ta. Nếu ngươi để ta tự ra tay, ta sẽ lấy mạng của ngươi đó. Bình tĩnh đi anh bạn. Có lẽ anh bạn rất mạnh và hung tợn, ta không phải là đối thủ của anh bạn đâu. Tuy nhiên, để bù lại sự mất mát này, ta muốn có một món quà dành cho anh bạn. Món quà gì? Ngươi nói mau đi. Ở khu rừng phía Tây, mấy tháng trước ta đi ngang, ta nhìn thấy một tên God Super Titan vô cùng mạnh mẽ. Nhưng hắn đang bị thương rất nặng và chảy rất nhiều máu. Có lẽ anh bạn di chuyển tới đó sẽ gặp được hắn. Hãy giết chết hắn, hấp thu toàn bộ sức mạnh của hắn. Có lẽ anh bạn sẽ đạt được trạng thái mới vô cùng mạnh mẽ hơn là ăn cái cơ thể của tên Titan Spider-Man này. Hả? Có thật như vậy không? Được, được, ta sẽ cấp tốc tới đó. Nếu người lừa ta, ta sẽ không để yên cho ngươi đâu. Vâng, thưa các bạn, những lời nói của tên ác quỷ chiếm lấy thân thể của tôi hoàn toàn là giả dối. Tuy nhiên, hắn đã lừa được Titan Realman bị nghiền rủa kia bỏ đi. Sau đó, hắn lại tiếp tục lục tung cả mảnh đất của loài Spider-Man để đi tìm những đứa con nít. Trải qua thêm mấy tháng nữa, hắn đã giết, xé xác và ăn thịt rất nhiều Spider-Baby lẫn Spider-Woman đang bảo vệ con của họ. Nhưng cho tới một hôm... Hả? Lại tìm thêm một đám Spider-Woman vừa mới sinh con nữa kìa. Hay lắm, vậy ta sẽ đi tới đó ăn thịt cả mẹ lẫn con. Chết tiệt, ngươi mau dừng lại. Titan Spider-Man, tại sao ngươi lại giết hại đồng loại, giết chết được Spider-Woman chứ? Họ sinh con cho giống loài của ngươi mà. Mẹ kia, ngươi là ai? Cái gì? Ta là vợ của ngươi, ngươi cũng không nhận ra à? Ta là Titan Spider-Woman đấy. Không phải, ngươi không phải là chúa tể Titan Spider-Man. Rốt cuộc ngươi là kẻ nào? Ra là Titan Spider-Woman. Đúng vậy, ta không phải là chồng của ngươi.
chồng của ngươi đã bị ta xé xác ăn thịt rồi. Còn ta chính là Titan Speakerman, bị quỷ ám. Bây giờ ta sẽ nuốt đầu luôn ngươi. Thưa các bạn, trong lúc hắn đang lục tung cả lãnh địa của loài Speakerman để đi tìm những Speaker Baby, thì lúc này Titan Speaker Woman đã quay trở về lãnh địa. Thấy lãnh địa của mình bất ổn, cô ấy đã đi lục tung và tìm kiếm nguyên nhân. Cuối cùng đã phát hiện ra hắn và bắt đầu có một cuộc chiến với hắn. Cuộc chiến kinh hoàng diễn ra rất rất nhiều ngày. Hai bên đã bắn nhau, truy chết. Rất nhiều viên đạn đã cắm vào mình của đối thủ. Nhưng có vẻ như bởi vì là thân phận nữ nhi nên Titan Speaker Woman đã yếu thế hơn. Và suốt khoảng một thời gian dài chiến đấu khiến sức lực cho cô ấy bị cạn kiệt. Cuối cùng cô ấy đã xuất hiện sơ hở và bị tên Titan Speakerman quỷ ám giết chết, ăn thịt luôn cô ấy. Hay lắm, hay lắm. Gì thế đây? Một trạng thái mới mạnh mẽ hay sao? Ta hiểu rồi, ta hiểu rồi. Mỗi lần ăn thịt đồng loại của cái cơ thể chết tiệt Speakerman này thì năng lượng của những tên ngu ngốc đó sẽ tập trung vào cơ thể này, giúp cơ thể này mạnh mẽ hơn. Thịt khô kim, đứng lại cho ta. Người to gan dám lừa ta. Ta đã đi tới đó toàn là thay xác của những Speakerman. Không, không hề thay xác của God Super Titan nào cả. Ngươi, ngươi. Ồ, thế à? Ta lừa ngươi đó. Bởi vì lúc đó ta gặp ngươi, ta không phải là đối thủ của ngươi. Còn bây giờ thì khác, ta đủ sức mạnh giết chết ngươi rồi. À, mẹ kiếp, ngươi, ngươi đã làm gì? Người của ngươi, người của ngươi. Ta đã ăn sạch hết tất cả loại Speakerman và lũ Speaker Baby lẫn Speaker Woman. Cuối cùng, ta nuốt luôn cơ thể của Titan Speaker Woman mạnh mẽ. Tất cả năng lượng sức mạnh của bọn chúng đã tích hợp và biến đổi cơ thể ta thành một trạng thái mới, trở thành Ma Vương Titan Speakerman quỷ ám. Thật khó kìm. Ta còn liều cái mạng này phải giết chết ngươi, lấy lại tất cả những gì mà ngươi đã lừa ta. Vâng, một trận chiến kinh hoàng nữa lại được diễn ra. Lần này khủng khiếp hơn, chấn động hơn, và tất nhiên thời gian kéo dài cũng lâu hơn. Hai bên sắp lá cà với nhau. Realman bị nguyên rũ liên tục quăng vào người của tên Ma Vương Titan Speakerman quỷ ám. Còn hắn thì sử dụng khả năng sức mạnh bí ẩn của mình khống chế lại Realman. Hai bên giằng co, nhưng cuối cùng Titan Realman bị nguyên rũ đã chịu không nổi và tan xác. Vậy là cũng đã được 365 ngày tôi bị tên ác quỷ kia khống chế và ám lấy người của tôi. Liệu ai có thể ngăn cản hắn? Ai có thể cứu tôi lại đây?